Xperia Z và HTC One có thể coi là hai thiết bị mà thiết kế đẹp nhất trong năm 2013 này. Galaxy S4 đã bị ném tơi tả về thiết kế bên ngoài, nhưng mà khi các bạn đi mua Xperia Z và HTC One thì các bạn sẽ phân vân rốt cuộc là bên cạnh cái vẻ đẹp bên ngoài của nó và thực sự đẹp là đã có tốt hay chưa, hay là các bạn sẽ đi lựa chọn một cái phần tính năng nào đấy khiến cho các bạn thích Xperia Z hơn hoặc là HTC One hơn. Về cái thiết kế thì chúng ta đã thấy hai thiết bị này có thiết kế cực kỳ là sang trọng, nó toát lên vẻ của một thiết bị cao cấp. Nếu như Sony Xperia Z thì thiết kế của nó lấy chủ đạo là mặt bằng gương cả trước và sau, hai kính cường lực phía trước là Dragon Trial và phía sau là Gorilla Glass, thì hai cái kính này giúp cho máy có thể chống va đập, chống xước tốt hơn rất là nhiều. Cái viền xung quanh của nó cũng được làm rất là chắc chắn, nên chúng ta có thể coi Xperia Z là thiết bị cao cấp nhất mà bền nhất hiện nay, là do nó đạt cả tiêu chuẩn IP57 của Sony, cho phép chống bụi, chống nước. Tuy nhiên với thiết bị này các bạn không nên đem lên nó ngâm, tại vì thực chất nước vẫn sẽ tìm một cách nào đây là len lỏi vào bên trong, gây ra một số hiện tượng như là bị mờ camera hoặc là một số cái phím của chúng ta có thể sử dụng có vấn đề. Xperia Z cầm trong tay thì không thực sự thoải mái bằng HTC One, là do các cái cạnh của nó này được thiết kế rất là sắc cạnh nên mà nó cầm nó bị cấn tay. Còn nhưng mà về phím bấm của nó thì khá là ok, với kiểu thiết kế phím nguồn đặt ở bên cạnh phải này, chúng ta với bằng tay trái tay phải đều có thể bấm được hết, rất là tiện lợi. Xperia Z có một điểm khá là tương đồng với HTC One là có hai loa trên và dưới nhưng mà có đảm nhận nhiệm vụ khác nhau. Về cái mặt sau thì nó phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Tuy nhiên thì với phiên bản màu trắng nó sẽ ít để lộ dấu vân tay hơn. Còn với những phiên bản màu khác thì các bạn cầm vào sẽ thấy dấu vân tay thể hiện trên cái mặt kính của máy rất là nhiều và xấu. Tất cả các cổng đệm của nó đều được đắp kín bởi cái gioăng cao su, các bạn có thể chống nước. Và theo mình nghĩ là cái gioăng này về sau các bạn lắp vào lắp ra nhiều nó sẽ bị là lỏng lẻo hơn, vì thế nên cái tính năng chống nước của nó sẽ ngày càng đi xuống. Về cái HTC One là thiết bị có thể nói là cực kỳ là đẹp tuyệt vời. Nó ra mắt sau Xperia Z nhưng mà cũng được người ta đánh giá rất là cao. Chiếc máy này thay vì kính thì nó lại làm bằng nhôm nguyên khối, như là trước có phần khá giống với chiếc iPhone 5, cái mặt lưng của nó cũng làm bằng nhôm. Và có một cái điểm giống iPhone 5 nữa là cái đường vắt xung quanh của nó. Cái đường viền này nó sử dụng cùng công nghệ của iPhone 5 là sử dụng lưỡi cắt kim cương. Có lẽ là do HTC là họ gần đây có hợp tác quan hệ khá là mật thiết với Apple, nên là việc mà HTC có thể làm những điều này mà không sợ bị kiện. Cái mặt sau này thì của nó làm bằng nhôm rất là chắc chắn, đẹp, sang trọng, mặt trước cũng vậy. Tuy nhiên có vấn đề nó sẽ xảy ra giống iPhone 5, đó là cái việc cái mặt nhôm không thực sự là bền cho lắm. Những cái đường viền của các bạn nếu sử dụng không cẩn thận thì nó sẽ bị xước, xước răm nhẹ, hoặc là sau này thì chúng ta sử dụng, nếu mà máy chỉ cần rơi thôi là đảm bảo sẽ móp rất là thảm hại. Đây chính là điểm yếu của nó. Cái phần cái đường phía trên và dưới của máy thì đều bằng nhôm, ok. Nhưng cái phần đường giữa màu trắng này của máy là làm bằng nhựa, và cái chất liệu nhựa này thì dùng lâu nó sẽ bị đổi màu, nhìn rất là xấu, và đây là cái điểm yếu của HTC One. Thêm một điều nữa, cầm trong tay của nó thì cực kỳ là thoải mái, rất là thích, tại vì mặt sau của nó làm nó cong, cong cái mặt lưng này sang hai bên, cong đều nên chúng ta cầm không bị cấn tay như chiếc Xperia Z là mặt phẳng kính hoàn toàn. Tuy nhiên với HTC One thì cái phím nguồn của nó lại đặt trên đỉnh máy tương tự như Butterfly, mà máy dài nên chúng ta với lên rất là khó chịu, cực kỳ là khó để với được cái phím này. Với cái chiếc HTC One nó có hai loa trên và dưới tương tự Xperia Z nhưng mà đảm nhiệm khác. Xperia Z loa trên là loa đàm thoại, loa dưới là cái loa mà khi chúng ta nghe điện thoại các bạn bấm vào tính năng loa ngoài thì nó sẽ phát bằng loa dưới và loa trên sẽ tắt đi. Như vậy hai loa này là đảm nhiệm đàm thoại của Xperia Z. Cái loa ngoài Xperia Z để xem phim chơi nhạc thì nó lại nằm ở bên phải này. Và loa này thì nếu mà các bạn nhúng nước các bạn nên tránh nó ra, tại vì nếu không thì nó sẽ bị nước vào và nó sẽ bị rè, rất là khó chịu. Và cái chất lượng âm thanh của loa này với công nghệ Clear Audio Plus của Sony trang bị vào, nhưng mà thực chất là nó không thể đọng được với công nghệ boom sound của HTC. Tại sao HTC lại làm hai loa trên và dưới đều có thể nghe nhạc, đều xem phim, đều chơi game được? Tại vì các bạn thử tưởng tượng, và với cái màn hình này của smartphone, chúng ta để chơi game, xem phim với cái hai loa hai bên như Samsung làm với Galaxy Tab của họ ấy, xem phim và trải nghiệm chơi game cực kỳ là tuyệt vời, sống động, rất là thích. Và hơn nữa là với công nghệ boom sound thì mình tin sẽ đem cho bạn những trải nghiệm âm thanh tốt hơn rất là nhiều. Về cái màn hình của nó, có lẽ là hai cái màn hình này đều là những cái màn hình tiên tiến nhất, vì nó có độ phân giải lên đến Full HD, là tiêu chuẩn smartphone cao cấp cho năm 2013 của chúng ta. Vậy thì rốt cuộc là màn hình nào sẽ tốt hơn? Thứ nhất, chiếc HTC One thì nó sở hữu công nghệ tiếp nối của One X cộng và One X của năm ngoái, khi mà nó sử dụng màn hình là Super LCD 3 với màn kính cường lực Gorilla Glass. Còn với chiếc Xperia Z là kính cường lực Dragon Trial và màn hình của nó là sử dụng công nghệ Bravia NG Mobile 2 của Sony. Ở đây thì về cái gam màu sắc thì ở đây chiếc Sony Xperia Z và One mình đã để được mắc độ sáng cao nhất, và mình đã kích hoạt công nghệ Bravia NG Mobile 2 trên chiếc Xperia Z này. Về màu sắc thì về cơ bản hai thiết bị này, chiếc
HTC One không cần đến Bravia Engine 2 như kiểu là Sony để kích hoạt tăng thêm cái tông màu, mà nó sẵn đã đậm màu sắc, nhìn nó đậm hơn là khá là nhiều so với Xperia Z. Các bạn có thể xem đây, cái hình ảnh thể hiện rõ nhất là cái điều này. Mình sẽ zoom vào chi tiết, các bạn thấy đây, cái hình trên chiếc Xperia Z nó không được đạt đến cái độ đậm như trên HTC One này. Và thực tế là có lẽ HTC One nó đã mất đi cái sự trung thực của hình ảnh này. Nhưng mà cái về màu sắc ấy, thực chất là nó tùy vào cái cảm nhận của mỗi người. Các bạn thích màu đậm thì các bạn sẽ thích HTC One hơn. Mà các bạn vì lúc đấy thì Xperia Z cảm thấy hơi nhạt. Nên mà cái này thì mình sẽ không nói là cái màn hình nào sẽ tốt hơn về màu sắc, mà đó là cảm nhận của mỗi người. Mà chúng ta hãy nói về góc nhìn. Góc nhìn của Xperia Z, mình nói thật sự là khi mà mình cầm chiếc tablet Z của Sony, mình mới thấy đấy là cái màn hình tuyệt vời mà đáng lẽ ra Sony mang lên Xperia Z. Xperia Z có cái màn hình mà góc nhìn nó cực kỳ là kém. Khi mà các bạn chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là màn hình của nó sẽ bị lóa sáng đi, mất hết toàn bộ chi tiết cho đến khi các bạn nghiêng một cái mặt phẳng với cái tầm nhìn của các bạn. HTC One thì vẫn giữ nguyên được cái màu sắc cũng như là cái góc nhìn của nó. Xperia Z thì gần như đã mất đi rất là dễ dàng. Nhưng mà thực sự này, trong một hồi sử dụng máy ấy, mình nhận ra một cái điều là cái gì cũng có cái hai mặt. Hôm nọ mình ngồi nhắn tin hay là vào trong web người yêu mình mà cứ nhìn trộm ấy, thì với Xperia Z góc nhìn nó kém, người yêu mình không thể nào mà nhìn được mình đang nhắn tin cho ai. Nhưng với dính phải HTC One, các bạn mà vào web mà người yêu mà nhìn kiểu gì nhìn thấy được, tại vì góc nhìn của nó cực kỳ tốt. Với những người xung quanh, người ta nhìn bốn góc của các bạn đều có thể nhìn thấy rõ cái dòng chữ nó hiển thị trên màn hình như thế nào. Vì thế nên mà cái này là còn tùy thuộc vào xem là các bạn có đen đủ hay không khi mà mua phải một trong hai thiết bị này. Về cái màn hình của nó thì khả năng hiển thị dưới nắng của hai thiết bị rất là tốt, gần như không có sự chênh lệch quá nhiều giữa điều kiện trong nhà và điều kiện ngoài trời khi các bạn bật full cái độ sáng màn hình của hai thiết bị này, rất là tiện lợi. Sơ qua một tí về cái phần mềm thì mình sẽ nói về cái phím bấm của hai thiết bị này trước. Xperia Z sử dụng 3 phím trực tiếp vào màn hình là Back, Home và Đa nhiệm. 3 phím này thì bấm rất là thuận tiện và thích. HTC One thì nó lại sử dụng hai cái phím cảm ứng mà thôi, gồm phím Back và phím Home. Dòng chữ HTC này không đảm nhiệm vai trò gì hết, mà có lẽ HTC One phải mất một thời gian để chúng ta có thể quen với nó. Bằng việc là nháy đúc cái phím Home là sẽ ra trình đa nhiệm, bấm giữ nó là sẽ ra cái Google Now, và chúng ta cần phải thời gian để làm quen nó tiện lợi hơn. Và HTC One ấy, tuy là nó có phím rời màn hình, nhưng mà khi mà sử dụng các ứng dụng bên thứ ba, nó vẫn bị mất đi một phần pixel tương tự như Xperia Z. Các bạn sẽ nhìn cái ứng dụng Facebook của mình đây, bị mất đi một cái phần bên dưới dải đen này, cực kỳ là khó chịu khi chúng ta dùng ứng dụng, là do HTC không có phím menu. Giống như Samsung họ trang bị phím menu bên ngoài ấy, thì không bao giờ bị hiện tượng này. Hoặc là ngày xưa HTC họ cũng không có phím menu, nhưng mà tuy nhiên họ có tính năng cho phép người dùng là biến cái phím đa nhiệm thành phím menu, nhưng HTC One này lại tối giản đi quá nhiều. Và như vậy thì mình đã nói qua cho các bạn về cái phần so sánh đầu tiên về thiết kế màn hình của hai thiết bị này, về các cái phím điều hướng của nó, và để lần sau mình sẽ nói về cái hiệu năng, tính năng sử dụng và camera của hai thiết bị này. Vậy thì rốt cuộc là bên ngoài vẻ đẹp thì HTC One hay Xperia Z mới thực sự là người mà bạn sẽ lựa chọn. Hiện nay Xperia Z đã đang được bán chính hãng tại 7net, còn HTC One đã đang cho đặt hàng trước. Các bạn có thể truy cập vào trang 7net.com.vn để theo dõi thông tin chi tiết về cái chương trình đặt hàng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.